Nỗi thống khổ của người trẻ nhưng vai bế to, 20 tuổi đã lên chức bác đi ăn cỗ ngồi toàn mâm trên chẳng biết xưng hô sao cho phải. Lên chức bà từ năm 19 tuổi, giờ chuẩn bị 22 tuổi mà các cháu vẫn chưa thấy bà lấy chồng. Đang mua đồ ăn ở quán tự dưng ở đâu hai đứa bé 5 tuổi đi qua hét to, con chào bà Vân, đứng hình mất mấy giây, oh my god, chúng nó đang chào mình ư, ôi các con ơi có định để bà lấy chồng không? 20 tuổi lên chức bà, mọi người đang bế cháu nó khóc mình đi vào vỗ tay, bà đây ra bà bế, tất cả cười ẻ bảo bà lấy chồng đi thôi. Vâng em năm nay mới 35 tuổi mà lên chức phụ rồi các bác à. Xăm ba ly đầu còn cuốn núm, cháu xin đi tầm một ô chén lại, rồi đi mấy đệ. Hồi trước bố đưa về quê của bà nội, bên phía nhà bà nội thì bà nội là lớn nhất, về đấy có một ông tầm 80 tuổi, mình thấy thì cũng, cháu chào ông, rồi một chú trong họ vỗ vai bảo, không được gọi là ông, phải gọi là anh. Ôi giời ơi! Vụ chữa bệnh hiếm muộn bằng cách quan hệ với bệnh nhân, thầy Lang xin được cùng nuôi hai cháu bé. What the hell? Nuôi con thôi đừng đòi ngủ chung với mẹ cháu nhé, sợ quen tay thầy lại muốn chữa bệnh thì vất vả lắm. Hình ảnh các anh chồng từng đưa vợ đi chữa ở đây lần lượt về hỏi thăm thầy. Cô bệnh nhân ngây thơ và ông thầy Lang hư đốn. À đâu. Hóa ra bao nhiêu bộ phim Nhật tao xem đều dựa trên câu chuyện có thật, thế mà lúc nào cũng ghi không được làm theo vì đây là kịch bản có sẵn. Muốn chữa vô sinh thì người ta phải thử xem có vô sinh thật không chứ, các ông không thấy đúng à mà cười. Lãi mẹ đẻ lãi con. Quá chuẩn luôn. Rõ ràng là chị đã đẻ được mà lại mắc tội thầy. Kiểu gì? Chân dung người con trai 14 tuổi thừa kế tài sản hơn 600 tỷ đồng của Johnny Đẳng, bên ngoài đẹp trai, bên trong kim cương. Wow. Cậu cả có chơi BD không? Nhìn là biết tướng phu thê với mình rồi. Em phẫu thuật cái nha cục cưng. Thẻ hộ nghèo được ưu tiên hút trước, chị em nhường tôi 600 tỷ đợi em. Trời ơi chưa. Cho dù tôi là con dai nhưng với số tài sản 100 tỷ của anh thì tôi sẵn sàng yêu anh. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Nhìn Johnny Đặng giống bố tao quá. À đâu. Chắc áp lực lắm, đưa mình gánh bớt cho. Công bằng ở đâu, công lý ở đâu, info ở đâu. Nhất cậu bảnh. Chỉ xuất hiện 10 giây rồi ngủ, xin đừng đẹp trai. Oh my god. Mày lại đi cùng con gái tao. Đố IQ hách não, có 10 con trâu và 9 cái chuồng, xây cách nào để mỗi chuồng chỉ nhốt một con trâu và không có con nào ở ngoài? Thịt một con, bỏ tủ ăn dần. Làm thịt một con ăn mừng xây xong chuồng. Nhốt 9 con vào 9 cái chuồng, con nào dư ra thì chặt con đó thành 9 phần chia ra 9 chuồng, thế là mỗi chuồng một con trâu và không có con nào ở ngoài. Nani? Để một con vô tủ lạnh, nhớ là để ngăn đá nha. Tôi, mày học ngành gì đấy? Bạn tôi, ừ thì, thiết kế nội thất. Vẫn là bạn tôi. Hả? Sau đó
đó là phần thi ăn hạt hướng dương bỏ vỏ, ăn xong yêu cầu để đúng giọt màu quy định. Hai bá vương ngồi giữa làm trọng tài. À đầu. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Cuối cùng bộ ba Mbappe, Messi, Neymar đã dần tìm được nhau rồi. Oh my God. Không mặc được cái quần cho nó đàng hoàng thì cởi ra luôn đi. What? Một đêm ba anh yêu cầu có quá đáng không ạ? Ôi trời ơi. Tóm tắt trận Champions League đêm qua, Neymar cười ná thở vì Messi phải nằm bò dưới sân làm hàng rào tới 2 lần. What the hell? Khi xét cả trận chạy mệt rồi, tranh thủ nằm nghỉ xíu thôi mà. Các thành phố lớn xem xét giãn cách xã hội ở nơi có nguy cơ cao, các cơ sở dịch vụ chỉ được bán mang về. Quán cắt tóc mang về. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đau đầu thiệt chứ, rồi phí ship tính sao? Bán nhà chỉ bán mang đi. Nani? Cho em gửi cái đầu ở chỗ anh, nào cắt xong gọi em, để em cái đầu về. Cắt tóc lấy ngay. Ngày mai anh mày kết hôn, mặc bộ quần áo đắt tiền nhất đến đám cưới cho tao, nghe rõ chưa? Bộ quần áo đắt tiền nhất của tôi. Định vào đấm nó nhưng bố mẹ bảo thôi em nó còn nhỏ nó có biết gì đâu, tôi kiểu... Hên là nó không mặc bộ pa da ông. Mặc bộ đắt nhất còn gì, hay tại không vác theo cái kiếm nên chưa đủ uy tín. Đáp án câu hỏi IQ là 12. Tổng hai số ở hàng dọc thứ nhất chia cho tổng hai số ở hàng dọc thứ ba sẽ được số ở chính giữa. Chúc mừng bạn Linh Trần Duy đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Bạn Duyên Ami là người có câu trả lời đi kèm với giải thích đúng và sớm nhất. Ngoài ra top 10 bạn sau: Leo Au, Anh Tú Nguyễn, Tờ Mon, Hen DJ, Hiếu Ngô ở Phúc Lâm, Lâm Phạm Vũ, Quỳnh Nguyễn, Mì Tôm 4.0, Thợ Săn, Đảm Nguyễn Xuân cũng có câu trả lời đúng nhé. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.